Xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ visa xích và hai cái trục láp để cho các bạn mua hàng là các bạn về tự chế nhé. Đấy, thì nó sẽ đỡ đi được một cái khoản tiền. Thì ở đây là bao gồm mà một cái visa xích, trên cái visa thì có sẵn hai cái gối đỡ rồi. Đây. Có sẵn hai cái gối đỡ bi. Có lỗ này. Bốn lỗ, các bạn chỉ cần làm cái ống từ đây và các bạn bắt qua cái bên này nó cũng có vòng bi. Đấy, chỉ cần mình làm một cái ống đóng vừa cái vòng bi vào đây và một cái mặt bích để siết được bốn cái con ốc ham này chống trôi. Đấy là dùng được. Đây, trục này. Ốc này. Cái con mặt bích 4 ốc này thì nó là ốc tim chéo 8-11 các bạn nhé. 8 nhân với lại 11,4. Chuẩn xác nó là như vậy. Vừa những cái dòng bánh xe 5 tạ các thứ là các bạn bỏ ra. Cái trục này thì có nhiều cỡ khác nhau, dài ngắn khác nhau nhé. Trục này rất là nhiều, từ 35 cho đến 6-70cm đều có. À, tổng chiều dài này thì các bạn cứ tính các bạn cần cỡ như thế nào thì cứ liên hệ bên mình đều có bán hết nhé. Đấy, visa xích sử dụng nhông xe máy này, nhông này có thể thay thế một cách dễ dàng bằng cách là tháo hai lửa nhé. Đây các bạn có nhìn cái vết này, cái vết này nó ghép lửa này, chỉ cần tháo 6 cái con ốc này ra là các bạn nhấc được hai cái lửa này hai bên. Cho nên là sau này thay nhông xích thì không phải rút trục cái gì cả, tháo phát là ra luôn. Nhông này bên em có bán sẵn luôn nhé. Lúc nào dùng hỏng thì có thể mua để thay thế. Yên tâm, không cần phải mua dự trữ làm gì cả. Hàng lúc nào cũng có sẵn.